Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam thực hiện, chỉ số phát triển thương mại của Lâm Đồng ở vị trí 24 trên 54 tỉnh thành được điều tra, tức ở mức trung bình. Và từ thực tế cũng cho chúng ta thấy rằng, việc ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lâm Đồng cũng chỉ dừng lại ở mức là sử dụng email hay là thành lập các website. Việc tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì vẫn còn rất hạn chế. Theo thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới năm 2017, với hơn 50 triệu người sử dụng Internet và sự phổ biến của mạng xã hội cùng với smartphone. Các cửa hàng trực tuyến cũng vì thế ra đời ngày càng nhiều, trên Facebook, Zalo, Instagram. Chứng minh qua con số đơn hàng COD tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. COD là viết tắt của từ Cash on Delivery trong tiếng Anh. Tạm dịch tiếng Việt có nghĩa là giao hàng thu tiền hộ, tức là người mua hàng sẽ thanh toán khi nhận hàng. Mỗi tháng, Bưu điện tỉnh tiếp nhận hơn 230.000 bưu phẩm gửi đến và gần 250.000 bưu phẩm gửi đi dưới hình thức này. Tuy nhiên, sự tiện lợi nào cũng đi kèm với những rủi ro. Trong thương mại điện tử, trong giữa người mua và bán, cái ràng buộc nó không chắc, nó chưa chắc chắn. Nên là có nhiều người đặt hàng, xong là không lấy. Xong đấy anh em đi anh em bưu điện đi phát rất nhiều lần, cứ từ chối dám, rồi là đến khi cuối cùng không từ chối nữa, nói là không nhận. Đấy thì nó gây nặng phí xã hội. Thứ nhất là bưu điện phải chuyển cái hàng từ người bán vào cho người mua không nhận lại chuyển ra, nó gây nặng phí cho xã hội. Thứ hai là nó gây đến cái vấn đề hư hỏng suy chuyển hàng hóa đối với những hàng hóa mà có cái thời gian sử dụng. Để lâu không sử dụng thì nó sẽ không bảo quản theo đúng cái điều kiện của nó sẽ bị hỏng. Chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân với mỗi người trong xã hội hiện đại bởi tính nhanh nhạy và tiện dụng. Do đó, nhiều dịch vụ thanh toán trực tiếp đã liên tục ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thanh toán qua các ứng dụng di động đang được nhiều người dùng quan tâm, tỷ lệ thuận với nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa thông qua các trang thương mại điện tử, mạng xã hội. Hiện nay, 100% các ngân hàng thương mại đều cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Đến thời điểm này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đang cung cấp dịch vụ này cho gần 80.000 khách hàng. Tuy nhiên, việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động ngân hàng vẫn còn khá nhiều thách thức. Thương mại điện tử nó phát triển rất là mạnh, là một cái xu hướng mà không thể cưỡng lại được. Và các cái dịch vụ ngân hàng cũng mang tính chất là hỗ trợ cái giải pháp thanh toán để đẩy nhanh cái tốc độ phát triển của thương mại điện tử. Cái thứ nhất là cái số lượng các cái doanh nghiệp ở Lâm Đồng tham gia vào phát triển thương mại điện tử thì còn chưa được nhiều. Cái thứ hai là khá nhiều có cái tâm lý e ngại sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến vì sợ có rủi ro và cũng chưa tin tưởng ở cái chất lượng dịch vụ hàng hóa của các đơn vị cung cấp. Về lý thuyết, sự phát triển của kinh doanh trực tuyến, giao dịch thông qua các sàn thương mại điện tử đang tạo ra sự cạnh tranh thì người tiêu dùng sẽ được lợi. Nhưng trên thực tế, người tiêu dùng chỉ thực sự được hưởng lợi khi sự quản lý của nhà nước phải tương xứng thì mới có thể phát huy hiệu quả của phát triển các hình thức kinh doanh tiện lợi này. Theo cái quy định của Nghị định số 852 của Chính phủ và hướng dẫn về của Bộ Công Thương là chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước về thương mại điện tử, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố sẽ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý nhà nước về trên địa bàn của mình. Và các thương nhân và tổ chức cá nhân và tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử, hoạt động các website điện tử, bán hàng, hoạt động sàn giao dịch điện tử, khuyến mại trực tuyến theo đúng quy định của Nghị định 52. Ngoài ra thì các hoạt động thương mại điện tử còn phải tuân thủ các quy định liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính, viễn thông, quảng cáo và các công nghệ thông tin thương mại cũng như các hoạt động thương mại khác. Về phía địa phương thì Sở Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi kiểm tra các website bán hàng về các sàn giao dịch thương mại điện tử có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và quản lý chặt chẽ cái vấn đề này. Tuy giá cả vẫn là một yếu tố quan trọng thu hút người dùng mua hàng trực tuyến, nhưng chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng là một nhu cầu ngày càng được chú trọng. Tất nhiên, khi càng nhiều người tiêu dùng biết về thương mại điện tử, thì các thương hiệu, nền tảng công nghệ, các dịch vụ gia tăng như vận chuyển, thanh toán, hậu mãi của các doanh nghiệp sẽ phải càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là tiếp cận các xu hướng mới để có thể tận dụng thời cơ từ mảnh đất thương mại điện tử còn nhiều tiềm năng tại Lâm Đồng.